Hello mọi người, và trên tay mình đây là thanh 130 cân. Và hôm nay thì mình sẽ bẻ thanh 130 này theo một kiểu khác nha các bạn nha, không phải tì đùi. Ok, và trước tiên tôi sẽ test cho các bạn là thanh 130 nó cứng như nào nha. Ok, mình sẽ treo cả người lên đây. Mình thì nặng tầm khoảng 74-75 cân nha mọi người nha. Ok, tôi sẽ treo lên cho các bạn thấy là cái độ cứng của cây này nó như thế nào nha. Đó, các bạn thấy chưa? Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ bẻ cây 130 cân này theo kiểu mới nha các bạn nha. Tôi sẽ bẻ không tì nhưng mà có trợ lực. Come on. Nào. Chặn chưa? Ok, 130 cân bẻ kiểu mới, không tì có trợ lực. Ok nha, liệu các bạn có bẻ được giống mình hay không? Comment bên dưới nha.